Các bạn muốn nạp Robux, hãy truy cập chùm robux.com, nơi nạp Robux cực kỳ uy tín, giá rẻ cùng với vòng xoay may mắn để có cơ hội nổ hũ như Vami nha. Đây 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 đây, à rồi. Trời ơi, nó sắp giết hết rồi kìa Vami ơi, cố win đi Vami ơi. Quỳnh bà chị, tao đang chạy thấy bà đội luôn nè, nó thấy tao rồi. Hai mấy giây quý bảo. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Hi, xin chào người, mình là Lâm Cun. Mình là Bóp Bóp. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay có game này sẽ chơi Roblox Undercover Trouble. Thì cái game này nói chung là mình sẽ gồm có Hider và Seeker. Thì Hider là biến hành những người khác để mà đi trốn, còn Seeker là đi tìm, đó là đương nhiên. Đúng rồi. Mình sẽ giải dạng vào nhờ những người ở đây các bạn. Đúng rồi. Bấm Shift để giải nhanh, bấm E để view power up. Đó, không, cái này là trong đây là đang là à. Đang dùng phân thân chi thuật đó. Mình đã biến thành thanh niên cao kiều. Ê, mày nói chi ba, mày đừng có nói. Tao thấy người lạ không, tao mới nói mà. Anh ơi, dễ dàng đi anh ơi. Ôi, mày nói một phát, à người lạ không á, ok. Ờ, có cử nó là team mình đều làm hết. Tao dòm trước rồi ba, tao dòm team mình trước chứ, bởi vậy. Thú hồn. Đừng đập bậy nha, đập bậy chết tôi đó, rồi dính thằng Cun rồi. Tao thấy con mày dính máu rồi. Thôi. Quá, nó cầm nó quấn con kia. Thôi. Hên quá, cái đàn gia điên. Tao đang gia điên nên nó không. Mày đâu rồi? Chết rồi. Gì? Đau quá. Trời ơi. Rồi, bảo mập về lại được kìa. Nhỏ xíu à. Cái map này hơi nhỏ hả các bạn. Lại đập từng thằng kìa. Mày đang ở đâu vậy Bobby? Đang trốn. Mày trốn đang trốn. Ủa không phải. Mày la vậy, mày có bị bắt chưa? Chưa, tao là tóc trắng, tao là tóc trắng. Em chết. Tóc trắng đang đứng chỗ nào? Trời ơi, cô với ba mập chết rồi kìa. Mày tóc trắng đang đứng ngay cái xà lan đúng không? Nhiều lắm, ở đây nhiều tóc trắng lắm. Tóc trắng đang chạy cùng lum nè, chứ tao không có đứng một chỗ. Vãi, có con nhân vật của tao nữa kìa. Cái này em phải tháo cái cánh ra rồi, trời ơi. Ủa, cái cánh em hồi nãy em nói là em bỏ ra rồi mà. À, nhưng mà nhân vật phụ của em á, vô nó vẫn là hiện cái cánh, nhưng mà em nhân vật chính là nó lại không có, thành ra là nó biết liền luôn. Nó vô nó thấy thằng nào không có cánh là nó giết, nó đập trước. Trời ơi. Ủa là sao? Nhân vật giả có cánh, nhân vật thật không có cánh. Trời. Sao hư cấu vậy? Nhân vật giả là có cánh, còn nhân vật thật là không có cánh hả? Thấy em mà thấy là lạ luôn rồi. Rồi tao thấy nó gần đi xuống rồi mày ơi. Tao đang núp mày ơi, đừng ai đi xuống nha. Ở trên nó chơi đi, đừng ai đi xuống đây hết. Rồi, nó đập rồi. Hay lắm. Đi lên luôn, đi lên luôn. Ây da, đủ đạn mày. Chạy. Đánh đập gì tầm này nữa. À, chết trời ơi. Nè, quên rồi. Còn có mình tao hả? Vãi nồi, sao tao chết ngay giây cuối cùng vậy ba? Trời ơi, tao núp ở dưới mà tự nhiên thanh niên kia vụ con Seeker nó dí lên. Là cao thấy tao luôn. Không phải cao vũ nó xuống mà là cao chạy, cao đang trốn nó mà ai giờ nó xuống nó thấy nó đập mày luôn. Ủa là mày á hả? Em nghĩ là tao đi có chín lận. Mày để lại yên đồ chuyện đó. À chán thì chứ, ăn là bị bóp hoài à. Cái gì ba, đây đâu phải lỗi của tao đâu. Rồi. Ôi lại map này nữa, tao là Seeker Vami ơi, ấy tao với mày kìa Vami ơi. Chúng ta cùng nhau giết tụi nó nào. Hợp tác liền. Đúng rồi. Hợp tác và phát triển. Tao với mày hợp với nhau, hợp lại với nhau tác tụi nó. Ừ ok. Mất 5 cool rồi. Tiến hành đi em ơi. Ủa sao mới thấy mật cầm vậy? Tiến hành rồi. Rồi, tụi nó đâu rồi? Ăn nào. Ủa không phải. Biến hành. Ủa, rồi. Ủa cái gì vậy? Tụi nào đâu? Đây. Nó đâu vậy? Một thằng nè, đi nè. Hay quá bà mì ơi. Tiến hành rồi. Còn ai nữa? Xuất hiện nào? Thằng nào đâu? Ây da. Tao biết ngay mà rồi. Tụi nó quéo quá, nó nhảy xuống lầu tự tử chết luôn rồi. Trời ơi, cái này nhảy lầu chết hả? À lại ra là đảm bảo. Em ơi, em đây rồi. Em chết luôn rồi. Còn hỏi thằng Cun đó. Ôi, em chết rồi. Em đây hết Cun. Quay. Tự tử chưa?
Nó tự tử rồi phải không? Nó tự tử rồi phải không? Trời ơi, đứa nào đứa nào tự tử cho tao đang giết con mà nó thấy rớt tôi tự tử chết rồi. Tính nhảy vô cái cầu thang nhưng mà né cái cầu thang ra. Còn ai nữa, còn ai chưa chết nữa? Bây giờ cố lên. Điệt tình luôn. Rồi hai thầy chết rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi kiếm thôi các bạn ơi. Ây da. Đừng có đánh bậy ba mi ơi, đừng có đánh bậy. Nãy giờ tao đang quýnh nó mà tao dí nó, tao quýnh hụt của ba. À giờ trong này giả điên ghê quá, thật sự không biết đứa nào luôn á. Tao đang dòm đây, tao đang dòm đây. Quýnh nó luôn đi, quýnh nó cái, quýnh nó cái. Hả hả. Quýnh, quýnh. Nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Chạy vậy, thiệt tình luôn. Xong. Yeah. Phải vậy chứ. Còn hai thằng nữa. Đứng kế bên nè, tao cứ đứng kế bên, tao cho nó đứng kế bên nè coi. Đứa nào ai đâu, bé nào thích thể hiện lại đứng với anh. Tao đang nghĩ giùm mày nè, tao đang nghĩ giùm mày nè. Tao đang đứng im nè đó, nào lại kế bên anh nghĩ. Quýnh đại đi ơi, quýnh đại. Tao máu rồi, tao máu rồi. Đại anh ơi, quýnh đại hết giờ đi. Có thời gian rồi. Trên lầu quẹo lên, quẹo lên trên, quẹo lên trên. Ok ok lá. Cáo kìa, đó. À à, anh đi nó nhảy. Trời nó chạy như một cái máy luôn, trời nó bay kìa. Trời nó mua treo rồi ơi. Hồi nãy tao chết đúng sầm nách luôn, con chạy xuống lầu tao chết. Em nè baby, em nè. Ủa sao em chết rồi mà? Ủa con chuyện lấy giờ nó sống à? Chết đâu, nó win mà. Yeah, ủa chứ hồi nãy đứa nào mà nhảy cầu thang tép rồi la làng lên kêu thằng cun mà. Nó tào lao quá, nó dụ mày đó. Em chơi chiến thuật mà tự nhiên vậy, anh chạy lên tin à. Không có trung thực gì hết trơn á, trời à. Mày phải nhìn bản điểm chứ ba. Bye nồi. Bye được chứ. Ôi đông dữ vậy, ở cái map này đông dữ vậy. Hai đời, ô map này ổn, map này được nè. Ok, map này được nè. Không mấy tao biết là chiếc xe hơi được không ta? Mami, mày kỳ quá, hồi nãy tao với mày làm có 4 đứa. Bây giờ được 5 đứa đi tìm luôn cái thứ gì á. Giận hết sức. Đông quá. Rồi tao đi trốn đây. Ok, trốn. Trốn đi. Đông dữ vậy bay, đi quýnh bậy đây kìa bay ơi. Đúng rồi, nó phải đi quýnh bậy chứ. Đi quýnh bậy á. Chứ không quýnh bậy sao nó sống được. Trời ơi, đứng gì đông vậy. Ôi, đứng đông luôn. Trời ơi, cụ này, cụ này ở đây đông quá. Ôi, nó cam đông cái này chết luôn đi. À, quá đông. Kìa mày đâu rồi kìa. Chỗ nào đứng nước không? Quýnh rồi. Chạy em ơi. Rồi, đúng rồi, dí tụi nó đi. Thôi. Trời ơi, tụi nó đứng mu đông vô một chỗ, chỗ này nhảy nhiều lắm mà sao không đứa nào vô quýnh nó đi. Đúng rồi, quýnh tụi nó đi, né tao ra đi. Tao ngây thơ lắm, đừng đập chúng tao. Anh bảo kìa. Ủa nó cầm bánh mì nó quýnh luôn kìa. Sao biết anh không biết đâu. Anh nè, anh đang đứng đây nè. Đúng không? Đâu? Không, chỗ kia đang đứng là chỗ nào ta? Chê vậy ba, tao chạy vòng nãy giờ chứ tao ngu gì tao đứng một chỗ. Đúng rồi, ngu gì đứng một chỗ anh. Đứng à, một chỗ lâu đứng lại. Đừng ai đụng ta nha, đừng ai đụng ta nha. Tao đang dễ điên khi nào Mỹ nha. Nó cầm khúc gỗ nó dí kìa. Em cũng đang dễ điên nè. Coi mày bắt không, coi mày bắt không. Trời ơi, shaker xung quanh tao đầy luôn mày ơi. Ai chết. Trời ơi, một nụ shaker xung quanh á. Ai chết rồi. Bà bập xui, tao bị ăn một gậy rồi. Ây da, trời lũ đã vẫn kiếm ra tao rồi. Trời ơi. Bà bị nó quẹo rồi. Trời ơi, tại là bà giết cái dây cuối cùng không mà lũ đã. Yeah. Má tài bị giết khúc chót không ta? À, hai hoài luôn á. Em lên level 3 nè. Oh wow, chỗ này rộng nè, tao là hai đơn nữa nha. Tao cũng là hai đơn. Rồi xong, tao với mày mệt rồi đó, Mami ơi. Rồi hai đứa nó làm nữa hả? Rồi tao thì ghê rồi, anh chạy đâu? Tao với mày mệt lắm luôn rồi đó, Mami ơi. Thầy. Phải, thanh niên chạy. À, má chạy đi qua, ôi. Ok, trời ơi, mới vừa biến hình kịp thời. Ôi ôi. Ôi ôi, đau quá. Chạy. Đâu rồi, cho quỷ bảo đó chứ. Nè, một thằng nè. Trời ơi. Thằng quỷ đâu có chạy vậy. Quỷ ra dính rồi kìa. Ba kết, chạy, ba kết, chạy.
nồi ta, đi nồi ta. Bye, nồi hai nó đi săn rồi các bạn ơi. Thằng quý quá bạn. Mày đi, đợi tao ra đi bạn. Đi. Anh nè, anh nè, ai đó, ai đó. À ghê chứ. Tự nhiên chạy chứ bằng tao. Tao có tội tình với mày đâu. Đúng rồi, ủa rồi mày chết chưa? Chết rồi mẹ. Chết rồi. Ai rồi. Không có mình mày nữa đó. Đừng giết anh kia nữa. Bây giờ là giết... Nó chết rồi, giết anh gì. Buồn ghê. Đau quá, đau quá, đau quá. Trời ơi, nó dí gì mà nó dí kinh vậy. Ơi. Đứng nhìn, đứng nhìn, đứng nhìn. À, quỷ, quỷ bảo nó dí người ta đập kinh thì chứ. Buồn thì. Người ta có nghề, người ta có nghề. Đây, 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 con... À, rồi, 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 rồi. Trời ơi, nó sắp giết hết rồi kìa, mommy ơi, cố win đi mommy ơi. Quỳnh bà gì, tao đang chạy thấy bà đội luôn nè, nó thấy tao rồi. Hai mươi mấy giây, hai mấy giây quỷ bảo. Hai mấy giây, hai mấy giây. Để tao ra, 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 để tao ra. Mai đòi lũ đông luôn, lũ rẻ thiệt luôn, thề luôn. Hồi nãy giờ toàn chết tao ngay cho cái giây cuối cùng mà lũ đáng. Nhưng mà to tao hơn này chứ. Anh bực mình cái là cái trận của tao của mày chỉ có 4 người mà tại sao mấy trận này lại được 5 người. Trời ơi quá trời luôn đấy, thì cái nồi luôn lũ đáng. Ôi em giết được 2 kill kìa. Hơn chứ. Đây đâu. Sick ơi. Ok, hợp tác mà phát triển. Ha, gọi tên nghe. Ủa sao chứ mày đi cặp với ba? Cun lúc nào cũng đi với Bảo, tao lúc nào cũng đi với mày á. Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Toan rồi. Mấy đứa này toan rồi. Thích cơ. Tụi bay đâu rồi? Ây da. Quánh hụt. Ây da. Ây da. Cái gì vậy trời, ở đây sao một đống vậy? Ây da mấy đứa. À chạy rồi ha. Chạy. Ui. Chạy nè. Chạy nè. Chạy nè. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Yeah, không thấy được một đứa rồi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Chạy dưới vậy. Chạy hả? Em vậy. Chạy 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 AVP quýnh em rồi. Chạy 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 chạy. Ủa sao quýnh hụt hoài ta? Chạy chạy chạy. Úi trời ơi, thêm một đứa nữa. Chạy đi. Ủa sao quýnh hụt không vậy ta? Kia ơi. Đây 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 đây. Con em quýnh thằng này từ từ. Yeah, không ra được một đứa rồi. Cun. Xạo hả Cun? À, giết em rồi, thiệt tình luôn, phải rồi. Đâu 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 đâu, nó đâu. Chết đâu, nè. Hay quá bà mì ơi. Còn bá mập nữa. Núp nè. Chạy nè, chạy nè. Mày đứng kế bên tao hả mày? Mày đứng kế bên tao chạy hả? Chết thằng Bảo nè, yeah. Sao biết thằng Nam? Chết thằng Bảo nè. Ủa, mày còn ai nữa, còn ai nữa? Tao hốt sát hai anh kia rồi đó, khỏi lo. Trời ơi. Đó, đi nè, đi nè, đi nè, đi nè. Một cái nó chết nè, chính xác. Rồi 30 giây nữa, thanh niên nào đâu? Còn một đứa nữa hả? Một đứa nữa. Ui, rồi, 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 rồi. Ui, 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 bé này làm gì vậy? Ba gần hết máu rồi, bé ơi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Chị em ơi, chị em ơi, chị em ơi. Đâu 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 đâu. Rồi. À à nhảy nhảy chết nè. Hay quá. Còn hai đứa nữa, còn hai đứa nữa. Còn hai đứa nữa là coi chừng cái núp trên này nha. Không nổi rồi đó. Win rồi, hai hai đứa win rồi. Yeah. Trời ơi. Tốt xác hai kia vẫn được. Đúng rồi, hai nó chết rồi rồi. Hồi nãy tao giết thằng cô đúng không ta? Lúc tao cũng biết đó, hình như tao giết hai thằng á, tao giết hàng đó đó. Ờ tao giết thằng cô với thằng Bảo hay gì nó chạy như một cái máy. Anh trai giết em hả? Anh trai giết em. Ủa vậy dạ, hả? Vậy là yeah. Đường cái hát rồi. 34 kill, 33 kill. Ngon. Đó, vậy đi. Hạng nhất, hạng nhì đi. Vậy đi cho xong. Cũng ổn nha. Phải nồi, em vô là lúc em spawn ra đứng sát bên anh Vermi luôn á. Nhưng mà anh chạy đi mất. Mày tại vì anh đang bận dí thằng kia. Thằng kia nó dễ dạng em, nó chạy nên anh dí theo nó. Map này đi. Đứng sát okay. Bên em đứng im luôn. Ê, vô map này đi, vô map này nè. Ở giữa nè, ở giữa nè, cái map lạ nè. Ừ, ở giữa đi. Nhìn đây là như giống nhà máy đúng không? Này là nhà máy gì nữa, không phải giống như con đập ấy. Con đập. Đúng rồi, con đập. Hydro Electric. À, nhà máy thủy điện má ơi, trời ơi. Chị nó làm con đập để làm nhà máy thủy điện mà. Đúng chưa? Rồi, vô. Ây da. Hai đứa rồi. Có mình bỏ mập à. Bỏ mập là sticker hả?
Ôi Cun nó bỏ ba mập để ra đi rồi. Mập giờ đây lặng lẽ âm thầm một mình mập đứng đây. Mà nó giết á. Đúng rồi, nó giết bây giờ. Tao chỉ đang hát thôi mà. Ôi giời ơi, gì đúng đúng hả? Đừng quýnh bậy em ơi, quýnh bậy là thấy bà luôn đó. Ôi giời ơi, nó quýnh đại kìa. Đứng đứng. Đó, quýnh đại về cái nồi ấy, đứng 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 đại đứng đứng đại. Thôi tao đi đây. Đứng tập trung vô. Đứng tập trung vô, đừng đừng. Ba mi đừng đừng đi lẻ, đứng tập trung vô. Đi lẻ là chết á. Đó, đang đứng tập trung vô nè. Tao mà thấy nó bắt. Đó đó đó, đánh đại rồi kìa. Đứng tập trung vô, đứng tập trung vô, đứng tập trung vô, đánh lẻ là chết á. Mày đáng đâu có khe ở quên câu mạo đây không nói được. Cái gì vậy cô? Nó me em nó giết rồi. Sao mà nó me được? Đấy. Con ơi em đâu rồi? Làm sao anh thấy em? Rồi rồi, thằng Bảo nó dí thằng kia rồi. Đây nè, vụ nè, thấy chưa? Hồi nãy em cũng giả con cô đó đó. Rồi nó dí kìa mày ơi. Abami chạy kìa. Chết rồi. Ê, dí vậy lụ đạn mày Bảo. Trời ơi, tao nhìn mà tao tức. Bài là nhanh vậy trời. Ôi Bảo là chết rồi. Thôi anh nhìn lưới rồi, còn hai cái nên chết rồi. Má bên đây tụi nó sao đông dữ vậy ta? À sao team mình chơi hay ha. Đập đại không mà cũng dính cái nùi trời. Hên á, cái này tao gọi là hên á. Áo người ta chia máu ra hay chứ. Người ta không đập trùng lại nhau mà. À đây đây. Ủa này chứ cơ. Ủa sao không đập đại đi. Không được, đập đại còn có máu rồi đập đại. Đại chôn cái luôn hả? Ai cánh gà giật cổ bài đứa rồi mà. Mất đại đi. 7-6 năm rồi, hết rồi, hết rồi. Chốn còn đứa vậy? Kìa, còn đứa. Con bé đang chạy kìa. Ôi, nó trời ơi, mày quýnh hụt nó chứ mày đâu quýnh chúng nó đâu. Rồi. Trời, thằng nhóc này với mày bé mày ơi. Được vậy hả? Rồi, ok, dừng clip luôn. Rồi, ok các bạn, thì uống nếu mình sẽ dừng video này ha. Thì các bạn thích video này, nhớ lại cho bố mình một like, một xem, nhớ subscribe channel của bác để mình để nhận thêm nhiều video ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.